Hello, chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người luôn. Lúa nay có vẻ tâm trạng nha mọi người. Tiến nói chuyện. Hôm nay Tiến sẽ đi vào cái công hàng sắt nha mọi người. Công rất là nặng, một cái công 20 mà nó nặng tới 26 tấn luôn. Thì vào ở khu nghiệp Mỹ Xuân nha mọi người. Thì Tiến sẽ biết xuống như người ta vào, quá trình giao hàng như nào Tiến sẽ quay cho mấy em xem. Tại Tiến đang từ Cát Lái về xuống dưới Bà Rịa, dưới huyện Tân Thành nha mọi người. Công nặng Tiến không dám chạy nhiều, cái công này nó như Tiến biết là nó chở sắt cuộn nha mấy anh em. Theo lượng xe rất là đông, thì có mấy anh em kêu làm clip ve, chỉ cách ve thì Tiến chạy cảng thì nói chung là ít ve lắm nha mọi người. Lúc trước thì giờ công thì còn ve nhiều, còn chia sẻ nhiều thì sẽ Tiến sẽ cố gắng có cái ve, Tiến sẽ quay ve cho mấy anh em xem. Hôm nay là 30 tây, thì mai mốt nữa thì nghỉ lễ, thì Tiến chúc mấy anh em có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ nha mọi người, ấm áp bên gia đình và người thân và luôn dồi dào sức khỏe. Thì mấy ngày lễ thì mong mấy anh em, nói chung là xe cộ nó đông, phương tiện ở đông thì mấy anh em đi cũng như là an toàn nha mọi người. Giống như mình tiệc tùng mình cũng phải giữ sức khỏe để mình chờ đường mình về nữa. Tiến đang vô khu nghiệp Mỹ Xuân nha mấy anh em. Cái định vị nó chỉ đâu Tiến đi vòng vòng Tiến chưa có ra nữa. Kêu quẹo ở đâu luôn. Mấy trăm mét nữa quẹo trái, 300 mét nữa quẹo trái hả? Khu nghiệp vắng dữ ta. Giờ này sốc lắm rồi. Em ấy mỗi lần đi công ty lạ mình phải dùng định vị nha, biết vị trí nằm đâu nha mọi người. Thì công ty không có để bảng gì vậy. Anh nhìn vô hỏi phải công ty nào không ta? Đi hồi xe hồi phát vô giờ. Hỏi gì đó. Bất vồ vậy. Anh hốc rồi Zalo của em á. Cái nữa là phải hốc công ty nè, ba ve bách gì á, phải không? Dạ lúa anh em xuống hỏi nha mọi người, công ty này nó mới mẻ quá. Giao công ty là rất là cực nha mấy anh em, phải mình phải hỏi đường nhiều khi cái chuyện Google chỉ cũng không chính xác nữa. Quay đầu lại, quay đầu lại đi hẳn hướng kia luôn à. Rất là chua nha mấy anh em. Công ty này tay co à. Công ty tay co. Tay co hả? Lại à. Cái này đi không được, cái này chẳng rồi. Có chỗ quay đầu không? Dội giờ nên anh xuống nó phải mở cổng ra về vô quay đầu được không ta? Cho nó xin chị tuột cái cửa cho em quay đầu cái. Cổng rất là nặng nha mấy anh em. 25 tấn mà để vào xe rít nữa, chung mình phải chở đầu rồi từ từ. Phía trước thì có cục bê tông
tính là chỉnh quay đầu mà thấy nó chặn vậy chắc không có được. Tiếng xe móc tới rồi. Hello, đang với Mỹ Sơn đi giao hàng. Sáng ngủ 4 giờ mới đi, giờ mới tới. Tiếng hồ chứ nhiều. Ngủ chạy bãi gắn một ngủ nửa tiếng à. Em ăn cà na hôm xíu thôi, giờ mình cà na ngon lắm. Cà na đập dập biết không? Hả? À. Với em ăn chay sai không? Biết chay sai không? Em sẽ quẹo phải vô nữa nha mọi người. Nãy đi lộn đường. Sao cái bà đen ấy vậy, nó chặn lạ ta. Mỹ Sơn 2 à, Mỹ Sơn A. Đây là Mỹ Sơn A nha mọi người. 2A. Chặn nữa vô nữa. 400m nữa, rẽ phải. Tiếng đi lộn đường nha mọi người. Cái chị Google chỉ sao cái cây có 2m4 nó chắn ngang à. Tiến sẽ hỏi có anh tài xế hộ cho phát thì hỏi. Đây là công ty nha mọi người, Tiến sẽ tìm cách Tiến đi vào. Có khả năng Tiến sẽ ve lại một đoạn rồi Tiến sẽ đi hướng khác vô quá. Thua à, về ngược rồi luôn. Chỉ xe ve ngược là một đoạn rất là xa nha mọi người. Khu nghiệp mà để mấy cây này chiên biết hả? Nào quản lý khu nghiệp này không có ra gì. Rất là vất vả nha mấy anh em. Đi lộn đường phải ve ra lại. Về đâu rồi? Về vô lỗ nè. Về vô lỗ đó, lỗ luôn hai nữa. Về cúp lơ vô. Về cúp tài vô. Bây giờ Rúa sẽ làm quay cho Tiến ra nha các bạn. Các bạn coi hôm bữa bình luận kêu Tiến ve để cho các bạn coi. Thì hôm nay Tiến ve cũng sẽ quay, Lúa sẽ quay cho các bạn coi. Là mới nãy cái chỗ này ve vô hơi hẹp nha. Bây giờ trưa rồi, đang nắng rồi.
đang ghe vô cái lỗ vừa cái cong luôn nha các bạn. Bây giờ đang cúp lên. Tài xế này đã 16 tuổi đã vào nghề rồi các bạn ạ. 16 tuổi đã đi theo nghề rồi. Năm nay 26 tuổi là 10 năm rồi. À, thấy em các bạn thấy em vừa rồi, khích cái công rồi. Giờ mình vô tới xưởng rồi, chắc người ta không cho mình quay nữa. Vậy là cắn cái đầu hơi bên kia tới anh cái đít về đây đúng không? Rồi. Cắn cái đầu qua lơ cái đít qua tài. Giờ Tiến sẽ chạy ra móc cái đầu qua. Mình cũng có vào ngày cũng chưa gành gì lắm. Rồi ok. Đây là công nghệ của mấy anh sản xuất tôn. Này mình y chắc mấy ảnh làm tôn lạnh đó các bạn. Có kéo không anh, em cắt siêu cái anh. Có để đó siêu đó hả? Dạ dạ. Không công đi rồi có máy cắt. Dạ dạ dạ. Dạ quay đúng không? Chung lỗ thì khá đơn giản nha mọi người. Cái quy trình xuống hàng như sau Tiến sẽ quay cho mấy anh em xem nha. Thì bên mấy anh kho sẽ cẩu cái gông xuống nha mọi người. Cẩu số năng xuống đất để bỏ số gông để xe năng chạy vô. Chứ trên một như vậy thì không có xuống được. Tiến đã nhận lệnh lấy một cái công đây nữa nha mọi người. Xíu Tiến nữa nhờ mấy anh em mới kho bỏ cái công này lên trước. Tiến sẽ chạy phát lái lấy một cục để bằng sau đi một cái cục về nữa. Thì tại cái công này nó quá tải, nếu mà đi hai cục nó quá tải, nó lên tới 50 mấy tấn rồi, nên bên nhà xe không có thể nào chở hai cục được nha mọi người, nên bắt buộc phải đi hai tua. Chung rất là vất vả, chạy hai chuyến vậy nó chung là rất là mệt nha mọi người. Tiến đi từ lúc 4 giờ sáng tới giờ, thì xuống đây là hai anh em ăn sáng này nọ 10 giờ sàng sàng, tới giờ hết nửa tiếng là hết 6 tiếng đồng hồ. Thì Tiến sẽ tranh thủ vòng lên chắc lái tôi nữa, thì chắc về đây tới tầm 4-5 giờ chiều. Thì cái cẩu này đều kiểu bằng cái remote nha mấy anh em. Có cái đầu bấm mình bấm sẽ di chuyển cẩu cái công lên. Công rất là nặng nha mọi người, 20 mấy tấn, cẩu rất là nhẹ nhàng.
rất nhẹ nhàng nha mọi người. Thì thường thường cái công này, cái công cược rất là nhiều tiền nha mọi người. Tiến sẽ lại Tiến chụp hình các bước, nhưng mà mấy anh em thấy không, điều độ báo phải mỗi lần mình công nhận xuống mình phải chụp từ tấm, từ khâu mở cửa cho tới khâu xuống hàng, để tránh cái tình trạng công ty mất tiền cược nha mọi người. Dù mình làm tài xế mình rất vất vả, quá trình cắt siêu rất là nặng nha mọi người. Không biết cái đà sàn không biết có vấn đề không. Thì anh mấy anh em xe kho sẽ nạy mấy cái khúc gỗ ra để mình lấy cái xe đăng mình dít nó ra. Cũng đơn giản là dít xong rồi Tiến sẽ nói mấy anh em bỏ cái công này lên cái đầu trước. Tiến sẽ chạy lên các lái để cái khúc sau này Tiến lấy một cái công về đây nữa. Tiến sẽ tranh thủ Tiến đạp trong giấc chiều, tranh thủ quay đầu để mà xuống được hai công hàng rồi Tiến sẽ đi trả một cặp cổng luôn. Thì hôm nay ngày làm việc của Tiến là như vậy nha mọi người, kế hoạch làm việc thì nó như vậy thôi. Còn tối phát sinh thì mình Tiến sẽ tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi rồi có sức để mà chạy đêm nữa. Chung là công việc nó xoay vòng liên tục nha mọi người. Cái môi trường làm việc rất là nặng nhọc. Bên em có đam mê mình nghề đầu kéo, mình phải cố gắng mình giữ sức khỏe nha mọi người. Hai mình cố gắng mình lấy cái bằng C cho thật sớm, 21 tuổi mình lấy cái bằng C. Mình theo chạy xe tải hay là cái nói chung mình cứ đam mê giữ cái nhiệt huyết, mình giữ công việc, làm công việc nào đó thì tới tầm 24 tuổi mình sẽ thi FC, mình sẽ kiếm xe mình chạy, vừa chạy học hỏi nghề và vừa chạy mình lấy trao dồi những kiến thức, rồi sau này mình sẽ có vững vàng để mình làm việc nha mọi người. À, lấy xe nắng nè. Ghê à. Môi trường làm việc đây rất là nặng nhọc mọi người, mấy anh em công nhân đây lương cũng khá là cao. Quay cửa công này hướng mặt trước nè. Lên các lái lấy cục nữa. Nhưng mà bỏ rộng đây để làm sao lấy cục nữa kéo về đây nữa. Hiểu không? Là chưa biết chạy rộng ở đâu. Chưa biết chạy
biết chở đâu, nhưng mà nó đều là chở lên lấy cặp đó, cặp quay đầu xuống cục đó. Ờ, chở cặp luôn. Tiến xin dừng video đây, mà Tiến xin hủ Tiến về chở cắt lái trên hủ cô nữa. Chúc mọi người về sức khỏe nha. Mấy bạn nhớ đăng ký kênh nha, ủng hộ Tiến nha mọi người. Chào tụi quân nha.